Xin chào các bạn đến với video tiếp theo của mình. Và ở trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cập nhật cho tất cả các bạn một trang web mới khai thác TDI mới ra nha. Thì hiện tại đây thì các bạn có thể xem được là ngày chủ tuyến của nó là 0 ngày và các thành viên là 52 thành viên nhá. Còn tổng số TDI đã được gửi vào và số TDI đã được rút nha. Ok, các bạn muốn test miễn phí thì các bạn phải là thành viên đủ min rút đầu tiên nhé. Các bạn rút xong thì có thể là nó sẽ nâng min lên hoặc là nó sẽ không cho những bạn tham gia sau nha. Các bạn xem được video này thì các bạn hãy chỉ ấn nhanh cho mình nhé. Ok, rồi thì các bạn có thể là nhấn vào phần đăng nhập này. Các bạn chỉ cần là sao chép địa chỉ ví TDI của các bạn dán vào cho mình nha. Tiếp tục là các bạn tự tạo mật khẩu nhé. Các bạn tạo mật khẩu xong thì các bạn sẽ kích vào bắt đầu cho mình nha. Rồi đây chỉ là phần đăng nhập vào sau nha. Thì các gói đầu tư của nó thì các bạn tự xem qua nhé. Còn nếu như bạn nào mà không quan tâm về phần đầu tư, các bạn test thử miễn phí thì các bạn cứ test nha. Còn ở trong video ngày hôm nay cũng như là ở nền tảng ngày hôm nay thì mình cũng test là miễn phí thôi, mình không đầu tư nha các bạn nhé. Ok, đầu tư nhiều thì các bạn lại cho rằng là mình nhận quảng cáo cho họ mà thôi, thì mình nói chung là mình sẽ không test đầu tư mình nha. Tiêu đề video thì mình sẽ ghi là miễn phí 100% nhé, khai thác từ đấy miễn phí luôn. Ok, và ở đây thì nó sẽ có cái phần như là liên kết giới thiệu này. Các bạn có thể là sao chép đường link này, các bạn đi giới thiệu nhé. Khi cấp dưới của các bạn đầu tư vào thì các bạn sẽ nhận được là 20% nha, 20% tiền thưởng nhé. Khá là cao luôn. Ok, min đầu tư ở trang này là 20 TDX. Cái gói đầu tiên, gói thứ hai là 60, gói thứ ba là 180 nhé. Rồi thì tiếp tục cái mục như là ba gạch này, các bạn đi vào xem qua cái phần như là tài khoản này. Rồi thì tài khoản thì nó sẽ có các mục như là liên kết giới thiệu của các bạn này, tổng liên kết giới thiệu của các bạn nhé. Tiếp tục là thu nhập của ta viên này, lịch sử gửi tiền, lịch sử rút tiền này, mua hàng đang chưa xử lý này, rất là ít như vậy thôi. Còn của mình thì mình là không hết nhá, mình sẽ test rõ ràng là miễn phí nha, không đầu tư luôn. Ok, ba gạch tiếp này, về phần rút tiền này. Rồi thì đây các bạn có thể xem được là hiện tại thì min rút của nó tối thiểu là 7 TDI nhá và tối đa là 1.000 TDI nha. Và nếu như các bạn mà có từ 7 TDI trở lên thì các bạn có thể nhập vào nhá, 7 hoặc là 8 vào. Sau đó các bạn hãy kích vào như là withdraw để rút tiền nha. Ok, và nếu như các bạn mà không có độ min rút như mình thì nó sẽ hiện là báo lỗi như thế này nhá. Và nếu như bạn nào mà có độ min rút thì nó sẽ hiện là thành công nha. Chắc chắn hiện tại cho dù các bạn chơi miễn phí thì vẫn rút được nhá, bởi vì hiện tại nó mới ra. Cho dù các bạn chơi miễn phí nhưng mà các bạn chỉ cần là có đủ số dư tối thiểu là 7 TDI là các bạn hoàn toàn có thể rút về ví của các bạn nhá. Và nó sẽ về chính xác địa chỉ ví các bạn dùng để đăng ký tài khoản này nhá. Ok, tiếp tục ba gạch này. Về phần đăng xuất tài khoản, câu hỏi thường gặp và các khoản thanh toán, các bạn có thể là kích vào xem qua nha. Như là câu hỏi thường gặp và là các khoản thanh toán này. Và đối với các khoản thanh toán thì cũng như ở phần đầu thôi, có là 22 TDX đã được rút nhá. Thì cái số 22 TDX được rút này thì mình nghĩ chắc chắn là admin ở trang này họ tự rút thôi nhá. Còn những thành viên như mình thì chắc chắn chưa ai rút tiền thành công nha. Còn cái phần như là lịch sử gửi tiền thì cũng có khá là nhiều ông Tây họ test rồi, như là đầu tư 540 TDX này, 180 TDX này, khá là nhiều ông đầu tư rồi nhá, 20 này, 60 này. Ok, thì nó sẽ hiện được là 10 lần các khoản thanh toán cuối cùng hoặc là 10 lần các khoản tiền gửi cuối cùng thôi nhá. Ok, tiếp tục này. Còn về cái phần như là câu hỏi thường gặp, các bạn tự kích vào xem qua nhá, lướt qua thôi. Nếu như bạn nào mà không quan tâm thì thôi bỏ qua luôn nhá. Ok, thì mình sẽ bỏ qua luôn cho nó nhanh nhá. Bởi vì những cái trang miễn phí như này thì nó cũng khá là đơn giản. Thứ nhất là coi như là thử may mắn thôi nhá, rút được thì rút mà không rút được thì thôi nhá. Các bạn mà đã xác định chơi miễn phí thì nó cũng có thể là không rút được nhá. Ok, còn bây giờ thì mình sẽ không dài dòng đối với những nền tảng miễn phí như này. Và mình sẽ đi vào ngay ở video trước và mình sẽ chọn ra một bản ngẫu nhiên ở trong video trước để tặng TDX tiếp tục nhá. Rồi thì tiếp tục bạn may mắn trong video trước chỉ là bạn tiền điện tử kiếm tiền Bitcoin nha. Và nếu như bạn xem được video thì bạn có thể là nhắn tin qua Facebook để mình tặng TDX cho bạn nhé. Còn bạn nào muốn nhận TDX từ mình thì các bạn tiếp tục comment nhé. Và bây giờ thì mình sẽ dừng video tại đây. Bạn nào mà cảm thấy video này
có ích cho các bạn, thì các bạn đừng quên để lại cho mình một like và một lượt đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.